Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong clip của buổi sáng ngày mùng 7 tháng 8 năm 2021, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được chào đón một vị khách hàng có địa chỉ ở Hải Dương về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để lựa chọn hai sản phẩm. Một sản phẩm là một chiếc đồng hồ tượng màu đỏ hôm trước cửa hàng âm thanh Đức Hạnh về và còn nguyên thùng. Cộng với đó thì anh chốt một chiếc đài sáp QT88 màu đỏ. Vâng, sản phẩm thì khách hàng cũng đã thẩm âm với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rồi. Cửa hàng cũng chỉ xin 1-2 phút clip thông báo đăng tải lên kênh để cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết những sản phẩm gì có chủ trong các ngày. Và do những vị khách hàng có công việc riêng không tiện lên sóng thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng xin tôn trọng ý kiến của khách hàng và cũng chỉ thông báo những sản phẩm được rời khỏi cửa hàng trong buổi sáng của ngày hôm nay là một chiếc đài QT88 có gam màu đỏ và một chiếc đồng hồ tượng mới về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh, chiếc đồng hồ màu đỏ. Vâng, vậy cửa hàng cũng làm clip thông báo đăng lên kênh cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết những sản phẩm gì đã có chủ trong các ngày. Vâng, ngày hôm nay ngày mùng 7 thì hai sản phẩm đã có chủ. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.